Hello, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình các bạn. Mình là Peter Phan, nếu bạn nào không biết. Cũng đã một tháng rồi mình không làm video về thị trường chứng khoán các bạn. Thì các bạn cũng biết đó, bữa giờ thị trường rớt 2 tuần nay. Trong phiên tháng 1, tháng 2 thì thị trường lên rất là nhiều về cuối tháng 2 vừa rồi, cái đây 2 tuần. Thì là thị trường rớt rất là nhiều các bạn. Hầu như là mọi người đều mất tiền trên thị trường chứng khoán đó. Thì cái video này mình sẽ làm, bữa nay mình sẽ nói về cái cách lựa mua cổ phiếu ra sao, cách mình mua cổ phiếu ra sao các bạn, cách chọn mua làm sao, bán làm sao, và mình đang theo dõi những cái cổ phiếu gì, ngày hôm nay mình bán cổ phiếu gì các bạn. Ok, thì cứ khi vô chương trình, điều đầu tiên mình muốn các bạn, nếu các bạn ủng hộ mình, ủng hộ channel của mình thì hãy bấm nút đăng ký subscribe, rồi nếu thấy cái video này hay thì hãy bấm nút like, share, chia sẻ cho mọi người biết. Nếu mà bạn nào chưa có broker account, chưa có account nào muốn bắt đầu đầu tư thì hãy bấm vô cái link ở dưới của Webull, đăng ký Webull để được nhận được hai cổ phiếu free hiện tại. Sau khi các bạn mở account, các bạn sẽ được hai cổ phiếu, và các bạn chuyển 100 đồng vô account thì các bạn sẽ được hai cổ phiếu free nữa. Đó là cách các bạn ủng hộ channel của mình. Cái video sau, một hôm nào nữa mình sẽ làm một cái video nói về cách các bạn ở Việt Nam, các bạn ở nước ngoài muốn mua cổ phiếu ở Mỹ thì có được hay không. Đó, câu trả lời là được nha các bạn. Đó thì mình sẽ cái video sau mình sẽ nói về cái đó, về cái công ty đó, cái công ty nào, cái chỗ nào cho các bạn mua cổ phiếu ở Mỹ mà các bạn ở, dành cho những người ở nước ngoài các bạn, giống như các bạn ở Việt Nam các bạn muốn mua thị trường chứng khoán ở Mỹ đó, thì các bạn sẽ mua ra sao, qua cái kênh nào đó. Chứ hầu như mọi người đều biết là muốn đầu tư ở Mỹ phải có số social security để đóng thuế đó. Thì cái broker mà đó nó sẽ cho các bạn dành cho người nước ngoài đầu tư ở Mỹ. Ok rồi, nhớ bấm nút đăng ký kênh. Bây giờ mình sẽ vô thẳng vấn đề, vô cái topic ngày hôm nay. Đó là các bạn đều biết mua bán cổ phiếu, đều mua bán bất cứ cái gì kinh doanh thì dựa vào supply và demand. Đó là nếu mà ít hàng, supply là ít hàng và demand là số lượng người mua, và đó có ít người bán mà có nhiều người mua thì cái món hàng đó sẽ được đẩy giá lên, và có nhiều người bán mà có ít người mua thì cái món hàng đó sẽ bị rớt giá, đúng không các bạn? Đó thì cổ phiếu cũng vậy. Và mình cũng phải dựa vào supply và demand. Đó thì cái video trước mình có nói các bạn là mua cổ phiếu vào giờ nào và bán vào cổ giờ nào thì lời nhất trong một ngày. Đó, nếu các bạn nào chưa coi thì hãy bấm lại cái video trước này, sau cái video này một cái clip là mình nói về cách mua bán cổ phiếu trong ngày ra sao các bạn. Đó thì bây giờ cái cách mình nói chỉ cho các bạn hôm nay là supply, ai cũng biết supply và demand thì mua ra sao rồi, đúng không? Đó là cái căn bản của mua cổ phiếu hay mua bán bất cứ, các bạn muốn kinh doanh bất cứ một món hàng gì đó thì vẫn phải dựa vào supply và demand. Đó thì cổ phiếu cũng vậy. Vậy cổ phiếu supply và demand có nghĩa là gì, là cái gì các bạn? Cái gì là supply và cái gì là demand? Các bạn giờ nó không có một cái gì để chứng minh trong cái stock hết á, nó ở trên thị trường chứng khoán á, không có gì cho các bạn biết được là cái gì là supply và demand. Đó thì cái video này mình sẽ nói cho các bạn hiểu rõ hơn, cho những nào các bạn nào mới tập chơi stock có thể hiểu hơn về chọn cổ phiếu nào mua bán trong ngày để có tiền lời mau nhất các bạn. Đó thì sau khi các bạn dùng cái phần mềm FinViz
mình có đăng share ở mấy cái clip trước đó, là sẽ nói cho các bạn được là thị trường hôm nay ra sao, đó pre-market thế nào này nọ, đúng không? Đó thì các bạn coi cái đó là một phần đó. Hôm nay technology là công nghệ lên, hay là ngân hàng lên, hay sức khỏe lên, những công ty healthcare lên, hay những cái industry nào đó thì nó lên, nó sẽ báo cho các bạn biết. Ok rồi, bây giờ sau khi các bạn có những cái cổ phiếu đó rồi, cái mã cổ phiếu đó rồi, những cái mã đó nó sẽ báo cho các bạn biết là cái cổ phiếu này đang lên nên cổ phiếu này đang xuống đó. Ok, thì sau đó các bạn sẽ lựa và các bạn dòm cái gì để các bạn lựa, các bạn để chứng minh được hai cái gọi là supply và demand đó. Supply là supply là số cổ phiếu đang nổi trên thị trường đó. Demand có nghĩa là có bao nhiêu người muốn mua đó, có bao nhiêu giao dịch, có bao nhiêu người muốn mua trên thị trường về cái cổ phiếu đó các bạn đó. Thì trong chứng khoán thì nó gọi là float đó. Float là sẽ là bên supply và demand là volume đó. Các bạn luôn luôn coi cái lượng volume, volume là bao nhiêu người muốn mua, bao nhiêu người đang giao dịch đó. Cái số volume càng cao thì là lượng giao dịch càng nhiều, đúng không các bạn đó? Nếu mà volume càng cao, nhiều người muốn mua, nhưng mà cái float thì nó chỉ có số lượng người, cái số lượng cổ phiếu nổi trên thị trường để mua bán á, nó có một con số nhất định. Và nếu số lượng người càng mua càng nhiều mà cái volume, cái số share nó ít quá đó, thì là cái cổ phiếu nó sẽ tự động nó đi lên đó. Và có người bán, có người mua mà không có người bán thì cái cổ phiếu nó sẽ đi lên luôn các bạn. Nhưng mà nó vẫn phải có cái gap, là để thí dụ ai mà cũng hô hết á đó, thì ai cũng hô hết thì cái cổ phiếu nó cũng sẽ không lên. Nhưng mà thị trường luôn luôn có người bán và có người mua các bạn đó. Và có những người risk thì người ta hô ăn lớn, còn có những nhiều người người ta sợ thì người ta sẽ bán mức lúc, cho nên cái lúc giá nào cũng có người bán, có người mua, không có ai mà giữ hết 100% đó các bạn đó. Đó thì các bạn dựa vào float và volume là hai cái con số chứng minh được là có nên mua hai cái những cái cổ phiếu đó hay không đó. Và cái thứ ba nữa là các bạn phải biết được là lượng rủi ro bao cao. Thí dụ mà nó một buổi sáng đó mà các bạn dạy, các bạn thấy những cái cổ phiếu các bạn scan được trên cái screener, nó báo cho bạn được là top 10 cái cổ phiếu này đang có giao dịch rất là cao, thì là khoảng 4 giờ sáng là các bạn sẽ biết được, bắt đầu các bạn sẽ theo dõi giống như mình. 4 giờ sáng, 5 giờ sáng mình sẽ dậy, mình có mở phone mình ra mình coi đó, rồi mình sẽ đi ngủ lại. Nếu mà có những cái cổ phiếu nào mình đang nắm giữ á, nó nằm trong cái list đó thì mình sẽ thức cho tới sáng luôn đó. Mình sẽ dậy sớm để mình coi theo dõi thị trường ra sao đó. Thì cái các bạn có supply demand và các bạn phải có biết cái rủi ro là market cap. Các bạn market cap nó ra làm sao, market cap là gì, volatility là cái lượng rủi ro bao nhiêu các bạn, cái này rủi ro cao hay không. Thì các bạn nên nhớ rủi ro càng cao thì cái số lượng các bạn lời cũng càng nhiều, và cái số lượng các bạn là thua, các bạn móc lên mua vô và lỗ rất cao đó. Thì những cái thì mua bán thì tùy các bạn lựa thôi, mỗi người có mỗi cái cách mua bán khác nhau. Có nhiều người mỗi người kiếm 100 một ngày, có người kiếm 20 và có người kiếm 50, có người kiếm 1000 đó. Thì là cái lượng cái rủi ro của mỗi người khác nhau đó, cái xác suất lớn của mỗi rủi ro của mỗi người khác nhau thì sẽ khác nhau, là khác nhau ở chỗ đó các bạn đó. Thì cho bạn mình cái video trước mình có nói là bán vào lúc mấy giờ các bạn, bán vào lúc mấy giờ, sell vào lúc mấy giờ là lời nhất trong ngày đó. Thì mình sẽ nói các bạn biết được là có những cái múi giờ là 4 giờ sáng tới 9 giờ sáng
Ok. Và từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ tới 10 giờ 15. 9 giờ sáng cho tới 11 giờ các bạn. 9 giờ sáng cho tới 11 giờ. Đó, rồi từ 11 giờ. Từ 11 giờ cho tới 2 giờ. Và từ 2 giờ cho tới 4 giờ chiều. Đó. Là những cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ, và từ 4 giờ chiều tới 8 giờ tối. Cho nên nếu các bạn nào chưa có Webull, chưa có Webull hoặc account Webull thì các bạn hãy bấm cái link đăng ký của mình ở dưới cái phần description của video này, thì các bạn sẽ trade được bắt đầu từ 4 giờ sáng và tới 8 giờ chiều luôn. Đó, có nhiều brokerage như là nhiều công ty nó chỉ cho các bạn giống như Robinhood, nó chỉ cho các bạn trade tới 6 giờ chiều thôi. Đó, và 7 giờ sáng. Đó, cho nên nếu các bạn có chưa có RO Webull thì các bạn nên đăng ký Webull dùng cái link của mình. Thì thứ nhất là các bạn ủng hộ channel của mình bằng bằng đăng ký đó, thì mình các bạn sẽ được hai share miễn phí, 4 share total các bạn. Đó, và cái thứ hai nữa là cho các bạn là các bạn mua các bạn trade được một khoảng thời gian rất là dài. Đó là từ 4 giờ sáng của whole market luôn, là 4 giờ sáng cho tới 8 giờ tối các bạn. Giờ Eastern Time. Đó, thì mình muốn nói lại một lần nữa là giờ thời điểm sau khi thời điểm mua bán cổ phiếu nè các bạn. Đó là 4 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. 9 giờ rưỡi sáng cho tới 11 giờ sáng. 11 giờ sáng tới 2 giờ chiều, và 2 giờ chiều tới 4 giờ chiều, và 4 giờ chiều tới 8 giờ chiều. Đó, thì cái gap và khoảng market đó, market nó run đó, cái đó là giờ bán đúng không? Mình nói vừa rồi là mình nói giờ bán, nhưng mà mình không có nói cho các bạn là giờ nào mua là hợp lý nhất đúng không? Giờ mua hợp lý nhất đó, đối với mình đó, là mua từ lúc 10 giờ 15, 10 giờ 15 sáng cho tới 11 giờ. Đó, tại vì sao các bạn? Tại vì cái market, cái pre market nó hot á, nó gọi là fake á, nó hot á là nó đẩy cái giá cổ phiếu lên thì cao vào lúc pre market 4 giờ sáng, 6 giờ sáng. Đó, nó đẩy cái giá lên thì cao, thì là lúc thì khoảng 45 phút là những cái người mua lúc đầu đầu chợ đó, người ta sẽ xả, người ta sẽ bán ra để kiếm lời. Đó, thì là mua vào cái giờ mà nó thấp nhất đó là khoảng 10 giờ 15 tới 11 giờ sáng các bạn. Đó là cái giờ đó trong một ngày, theo mình là cái giờ đó là cái giờ là mua, giờ duy nhất để mua, chỉ có các bạn chỉ có 45 phút để mua cổ phiếu hay không là trong ngày đó, trong một ngày là các bạn mua vào cái giờ đó. Đó. Hoặc là theo 10 giờ 15 cho tới 11 giờ. Đó là giờ đó là các bạn mua là ít ít xác suất nhất. Có thể các bạn lúc đó là các bạn đã mua được cái bottom, cái dip của nó rồi các bạn. Đó, tại vì người ta lúc mua, người ta mua 9 giờ sáng, người ta trade hold cho tới 45 phút. Đó, 9 giờ sáng, 9 giờ sáng, 9 rưỡi sáng, 9 rưỡi là mở cửa. Thì người ta hold tới khoảng 45 phút là người ta sẽ bán. Đó. Và lúc 10 giờ 10 giờ 15 là cái đó, là lúc là cái đó nó bắt đầu điếp đó các bạn. Là nó bắt đầu nó rớt xong rồi nó sẽ stable. Đó, nó stable lại và nó lên lại. Đó. Thì là lúc nếu các bạn mua được cái đúng cái giờ vàng đó, đó gọi là giờ vàng của mua. Rất là nhiều hedge fund đồ này nọ người ta mua vào lúc đó. Cho nên nếu các bạn không tin mình thì các bạn có thể để ý rất là nhiều cổ phiếu và rớt vào cái giá đó, cái giờ đó, và mặc kệ từ lúc 4 giờ sáng cho tới 9 giờ rưỡi sáng, 10 giờ 10 giờ 10 cổ phiếu lên bao nhiêu, nhưng mà tới giờ đó nó sẽ rớt xuống, nó rớt xuống và nó lên lại. Đó, nó sẽ quay đầu lên lại, và có thể nó sẽ không quay đầu được lại bằng cao nhất lúc bằng lúc 9 giờ rưỡi sáng. Nhưng mà cái rủi ro, ý mình nói là cái rủi ro của các bạn mua vào lúc giờ đó, nó sẽ các bạn sẽ không bị lỗ hơn. Đó,
và cái cách hôm bữa mình cũng có nói trong cái video trước là các bạn phải biết cái cách gọi là average down là sao, là các bạn có 1.000 thì các bạn mua trước 200 200 200 300, là 500 đúng không, các bạn mua 200 300, nó rớt xuống thì các bạn mua từ từ như vậy đó, hay là lên thì các bạn cũng average up, chứ các bạn đừng bỏ vô 1.000 mua lúc một lần xong rồi các bạn average lên các bạn nó rớt xuống, các bạn không có tiền nữa, không có đủ fund để các bạn average xuống nữa đó, thì đó là các bạn sẽ mất cơ hội và cái đó là sẽ rủi ro. Ok, vậy là mình sẽ nói lại những gì trong cái video này mình muốn nói cho các bạn biết, đó là mua bằng supply demand market cap. Supply là flow, demand là volume, market cap là volatility, rồi và rồi là period time to buy là mua bán lúc mấy giờ tới mấy giờ, 4 giờ sáng tới 9 giờ sáng, 9 giờ rưỡi tới 11 giờ, 11 giờ tới 2 giờ và 2 giờ tới 4 giờ và 4 giờ tới 8 giờ. Đó là giờ mua. Lời nhất trong ngày là bán vào lúc 9 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ. Giờ mua tốt nhất là lúc 10 giờ 15 tới 11 giờ. Ok, cảm ơn bạn quan tâm vào video đến giờ phút này. Nếu thấy hay thì hãy bấm nút like, đăng ký và chia sẻ. Mình sẽ ngày mai mỗi ngày mình sẽ cố gắng ra một cái video đó. Nãy giờ quên là quên nói cổ phiếu nào mình mua và mình đang theo dõi hôm nay, nhưng mà video này hiện tại là 17 phút rồi. Ok, các bạn nên theo dõi những cái mã cổ phiếu này. ADSX vừa rồi 1.5 đồng rớt xuống còn lại 60 cent và hiện đang trên đà lên lại, bữa nay lên lại 80 cent đó. Và cái mã số 2 là mã cần sa SNDL, từ 50 cent lên 4 đồng, rớt xuống lại 98 cent trong 2 tuần vừa rồi, và bữa nay đã lên lại 1 đồng 45 cent đó. Đó là những cổ phiếu các bạn nên coi, và có cái này hai cổ phiếu mình đang theo dõi và hôm nay mình bán mà mình chốt lời được khoảng 1.200 cho SNDL. Đó, các bạn cứ nhảy vô nhảy ra vậy các bạn kiếm tiền rất là dễ những cái cơ hội này các bạn. Ok, market nó đang thấp lên thấp vậy, đang lướt sóng vậy thì các bạn nên lướt, và lướt sóng mua vô thấp và bán cao. Thì đó là cơ hội để kiếm lời. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video giờ phút này. Nếu thấy hay thì bấm nút like, subscribe channel của mình, và nếu bạn nào chưa ủng hộ channel của mình bằng, nếu bạn nào chưa có Webull thì hãy bấm nút đăng ký kênh Webull qua cái referral link của mình để nhận được free cổ phiếu. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp bạn vào ngày mai.